chào anh em, chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Thi Tai Soccer. Mình là Phạm Trọng Thi và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em 5 kỹ thuật của Lionel Messi. Động tác đầu tiên, động tác tên là shoulder drop. Để làm động tác này chỉ đơn giản là một cái pha nhúng người qua trái hoặc qua phải và sau đó đá má ngoài cho hướng còn lại. Nhúng, đá hướng còn lại. Nhúng, đá hướng còn lại. Chúng ta có thể làm cả với lại má trong. Ngoài ra động tác này chúng ta không nhất thiết là phải đối mặt hậu vệ thì mới làm, mà chúng ta có thể là đang xoay lưng với hậu vệ. Rồi chúng ta chuyển hướng mình đây. Rồi chuyển hướng mình đây. Đó, tương tự có thể làm với má trong nha. Chuyển hướng. Để làm động tác shoulder drop thành công thì chúng ta sẽ cần lưu ý một điều là chúng ta sẽ sử dụng động tác nhử. Giả bộ như là mình đi về một hướng, hậu vệ họ sẽ dồn trọng tâm vào hướng đó và chúng ta sẽ dùng má ngoài đi hướng ngược lại. Nhớ chú ý nha. Dồn, hậu vệ dính theo, đá ngược lại. Rồi, dồn, hậu vệ dính theo, đá má trong hướng ngược lại. Mặc dù nó đơn giản nhưng mà nếu mà không tập luyện chúng ta sẽ không có thói quen làm shoulder drop được. Nên thành ra mình để một số marker ở đây và chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập ha. Rồi, bắt đầu. Ok. Tiếp tục. Tiếp tục. Hai. Hai. Về nè. Ok, sao được rồi. La Cuaresma. Để làm động tác La Cuaresma chỉ đơn giản là một cái phần miết má trong của chân phải và một pha đỡ bên chân trái. Miết hai chân. Chúng ta sẽ lách qua đây đi lên. Hậu vệ đang lao vào phía chúng ta và chúng ta sẽ miết chân này bằng lòng từ phải qua trái, sau đó đẩy hướng ngược lên, loại bỏ hoàn toàn hậu vệ. Chúng ta sẽ làm double 2 lần. Đặt ra, kéo gầm. La Cuaresma. Để tập La Cuaresma chúng ta sẽ có một giấy bắt chơi thế này. Chúng ta sẽ La Cuaresma. Dòng về này. La Cuaresma. Động tác thứ ba, động tác The Turn. Chúng ta sẽ nhắc tốc độ của hướng. Ta chịu. Ví dụ bạn là đang hậu vệ, mình sẽ đi bóng vào hướng bên phải của mình, sau đó bạn sẽ vào tranh chấp, mình sẽ xoay 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 chuyển hướng. Ok, động tác đầu tiên chúng ta cũng có thể làm bằng má trong. Rồi, để tập động tác đỡ thân chúng ta sẽ cần 1, 2, 3, 4 marker và chúng ta sẽ tập xoay tua hai chân. Marker này là chân phải, marker kia là chân trái ha. Rồi, mình sẽ bắt đầu. Ok, chân phải nè. Rồi, chân trái nè. Rồi, chân phải nè. Rồi, chân trái nè. Ok, rồi.
Dòng về nè. Chân phải nè. Ok. Chân trái nè. Ok. Chân phải nè. Ok. Chân trái nè. Động tác định thân. Động tác thứ tư, động tác mang tên và kết. Động tác này nó chỉ đơn giản là bóng đứng yên, chúng ta lắc cái cổ chân theo hướng ngược lại. Chân phải. Dạ theo bóng. Chân trái. Dạ theo bóng. Ok. Thì để làm động tác này chúng ta phải lưu ý là chúng ta sẽ đứng yên như thế này thôi và chờ coi là hậu vệ có vào tranh chấp với chúng ta hay không. Nếu hậu vệ vừa mới lao vào tranh chấp chúng ta sẽ lắc cổ chân là vượt qua hậu vệ nha. Ok, động tác mang tên trận kích. Để tập luyện động tác thực khách này chúng ta sẽ cần hai cái vị trí như thế này. Hai mắt cơ đây, hai mắt cơ kia. Đây là vị trí ban đầu của mình ha. Rồi. Cắt bóng qua. Ok, giữ bóng lại. Cắt bóng lại. Và động tác cuối cùng, động tác mang tên Park and Run. Để làm động tác Park and Run này nó chỉ đơn giản là một cái chạm bằng mũi, sau đó lách hậu vệ, sau đó dí theo quả bóng. Chạm bằng mũi, lách ra khỏi hậu vệ, chạy theo quả bóng. Một cú chạm mũi và sau đó chạy theo quả bóng. Park and Run nó đơn giản rồi, dễ dàng làm luôn, nhưng mà để làm động tác này yêu cầu anh em phải có một cái tốc độ cực kỳ lẹ, tại vì khi mà banh nó tách ra khỏi mình rồi mình phải có một cái tốc độ nhanh mình mới dí theo kịp quả bóng, chứ nếu mà mình không có tốc độ không thể nào dí theo kịp quả bóng được. Ok, thì khi làm động tác này anh em cũng phải chú ý là hậu vệ có lao vào tranh chấp với chúng ta hay không. Nếu mà hậu vệ đứng yên thì chúng ta sẽ không thể nào làm được động tác này, và nếu hậu vệ đang lao vào chúng ta sẽ đá bóng qua một hướng và thoát khỏi hậu vệ, lùi qua sau lưng họ, dí theo quả bóng. Thì họ lúc này hậu vệ họ bị hớ rồi. Nếu chú ý là phải xem sau lưng hậu vệ là có ai lót hay không. Nhớ chưa? Nếu hậu vệ vào tranh chấp chúng ta đá ở đây thoát qua, nhưng phía sau lưng có người lót thì chúng ta sẽ khó mà có thể lấy được quả bóng này. Động tác post and run đơn giản, dễ dàng nhưng mà vô cùng hiệu quả. Rồi, để tập luyện động tác post and run chúng ta chỉ cần một marker ở đây và một marker phía trên kia thôi. Rồi, chỉ cần ở đây. Đá. Sau được rớp La Coresta Đặt chân. Năm động tác của Lionel Messi, những động tác này rất là dễ dàng, mình tin là ai cũng có thể làm được giống như mình. Cái vấn đề là ứng dụng được nó hay không là còn là cả một quá trình về tập luyện và nghiên cứu về kỹ năng qua người. Ok, nếu anh em thấy video clip này hay thì like, đừng quên subscribe channel YouTube của Theta Soccer. Mình sẽ còn làm rất nhiều video clip về hướng dẫn skill bóng đá. Mình là Phạm Trọng Thi, xin chào và hẹn gặp lại.